Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C46 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý làm trái quyết định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á. Đồng thời Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Phương Bình, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á; Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á; Nguyễn Đức Vinh, nguyên Giám đốc Ngân quỹ Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á. Đỗ Thanh Hùng, nguyên thủ quỹ hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á và Lê Kim Giang, nguyên phụ quỹ hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á. Sau khi nhận được các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C46 đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam và dẫn giải các bị can về trại tạm giam Bộ Công an đảm bảo an toàn đúng quy định của pháp luật.